Dạ, gia đình Bin á xin kính chào quý ông bà cô chú, anh chị và các bạn nha. Dạ, em xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, ông bà cô chú ơi, hồi nãy á em có hái được ít rau vườn lộn xộn nè. Lát á em nấu canh. Còn thịt này nè, lát em ướp, em chiên. Cá này nè, lát em kho khô tiêu. Ông xã em á có hái được mấy trái cóc nè, lát ăn tráng miệng. Trái cóc nhiệt gần á. Quá chấm mùi ớt ngon lắm anh. Đừng nhé. Giờ á em tranh thủ á em qua em bắt cái nồi nước lên để nấu canh ha. Em bắt nồi nước lên nấu canh đi, để anh lặt rau ra, lặt rau em rửa rau ra. Bình phụ ba con. Bữa nay bà xã em á bẻ quá trời lỗi rau luôn cả nhà. Em nhìn vô em thấy 4 đội có bụng ngót nè. Mình bắt dây mòn tơi mấy cái lá ớt non nữa, cái mốt nữa. Bữa nay bà xã nấu canh gì này nhìn gỏi rau quá. Hôm ngày mưa xuống đó, bồn ngót đó, nó non mình tuốt nữa nha, đã nó tan nữa. À, có rau má nữa cả nhà. Không để ý. Em tranh thủ á, em nhóm lửa, em bắt cái nồi nước lên để nấu canh luôn. Bữa nay cả nhà, em mua cái đèn dầu á về để dành nhóm lửa. Mình nhóm lửa bằng đèn gì nè, nó dễ cháy hơn. Chiên mốt này nó cũng hơi cứng nha, mà cũng còn ăn được. Để vài ngày nữa là nó già ăn hết được. Tại nước sôi á, em qua em ướp thịt luôn. Bữa nay á, em mua sườn cốt lết. Nhìn miếng thịt á, nó ngon, nó sợ luôn. Cái này nè cả nhà, hồi nãy á, em cũng có lấy cái chài á, em dặn cho nó mềm thịt nè. Em có chuẩn bị một gói nước sốt ướp thịt nè. Em dặn vô chút bột nghệ, lát á, cho nó lên cái màu đẹp. Với chút đường, bột ngọt, cái hạt nêm. Mình cho chút tỏi băm với hành tím băm. Xong, em chọn thịt lên cho nó đều. Thịt đó em cũng chọn đều rồi, em để qua cho thấm. Giờ em qua em ướp cá luôn. Ở nhà em còn ít cá bóng nè, em ướp em kho tiêu luôn. Cá này mình kho tiêu ngon lắm. Còn ít cá bự này nè, để lát á em nấu canh với rau dường. Em cho chút nước màu dừa vô. Mình kho cá bằng nước màu dừa lên màu đẹp lắm. Chút nước mắm nha. Mình cho hạt nêm với đường, xíu muối, chút bột ngọt, hành tím băm với tỏi băm nha. Mình chọn cá đều lên. Thịt đó em ướp hồi nãy giờ cũng thấm rồi. Giờ em bắt chảo lên em chiên nha. Bên này cái nồi nước sôi rồi, em cho cá vô luôn. Em cho cá vô, em đợi cá chín thì em vớt cá ra, em gỡ thịt.
dầu nóng rồi, giờ anh cho thịt vô. Cả nhà em nấu nãy giờ cũng chín rồi nè, giờ em vớt ra luôn, em để nguội. Con cá cả nhà mình luộc lên á, nhìn thịt nó tươi và ngon á. Em vớt cá ra xong á, cái em cho gia vị vô, cái em cho rau vô, cá nguội cái em gỡ cá em để lên mặt. Em vớt cá ra sau mà, giờ em cho gia vị vô. Muối, đường, bột ngọt với hạt nêm. Em cho mướp vô nha. Tại vì mướp này á, nó chín lâu hơn gan. Thịt bên này á, cũng vàng được bên này nè cả nhà. Giờ em trở về luôn. Em bóp nghệ á, lên cái màu đẹp á cả nhà. Cái dây mốp á, của hai vợ chồng em á, nó cũng nguội rồi cả nhà. Bữa nay em dọn luôn cả nhà ơi. Mướp á, em nấu gì cũng được rồi, giờ em cho rau vô luôn. Bữa nay á, em nấu canh có lá ớt á cả nhà, ăn bùi bùi ngon lắm. Em nhặn rau vô á, cái em cho vô miếng mắm nữa cho nó thơm. Em nhặn rau cho nó đều xíu. Em có chuẩn bị muỗng mắm nè. Bữa em nghe ông xã em nhắc cái vụ mà nấu canh rau lộn xộn á, bỏ mắm vô á. Để nay em nấu cho ông xã em ăn. Rau á, nó xèo xuống gì cũng được rồi, giảm nhắc xuống. Em coi cá nguội chưa, em gỡ cá em để vô luôn. Em bắt cái nồi cá lên em kho luôn. Em qua em gỡ cá, cá em để nó cho chắc nguội rồi đó. Gì con, nước hả? Cảm ơn nha. Cảm ơn Minh nha. Rồi. Ừ. Ngon quá. Cái bóng dừa này nè cả nhà, mình nấu canh á, mình gỡ xương ra, mình lấy thịt, mình nấu canh á, nó ngọt nước quá. Em tranh thủ em gỡ cá ra lẻ lẻ để em để vô cái nồi canh á cho nó ra nước ngọt luôn. Thấy có mấy con cá à, mà ra cũng nhiều thịt, nó sợ luôn cả nhà. Thịt á bên này á, em chiên gì cũng chín rồi nè, giảm gấp ra luôn. Nhìn cái miếng thịt á hấp dẫn quá cả nhà. Ở đây có ba bốn trái nằm trên lớp nhà không thấy luôn nè cả nhà. Để em để vô đi. Bữa nào có ăn gì ăn. Để cái này nó hết sức luôn hả cả nhà. Bên này là cá em kho nãy giờ cũng săn rồi nè, giảm cho nước vô. Cho vô một chút nước. Với em cho tép mỡ vô. Để lát cá mình nó béo ngon lắm. Với em cho hai trái ớt nữa cho nó bán người ta một.
đợi cá chín á, em qua em gọt mấy trái cóc nè, để lát ăn tráng miệng luôn. Cóc này nè em gọt sâu sâu vô nó không có chua. Em gọt á mà em hửi được cái mùi cóc á cả nhà, găng em ê để chân. Thịt cá em kho gì cũng được rồi nè cả nhà, em cho gấp hành vô. Với hành lá sắc nhuyễn nha. Em cho tiêu nữa, đợi ra gốc hành đó nó chín đó rồi em mang nhắc xuống, em dọn cơm cho cả nhà ăn luôn. Dạ con mời ông bà con chú, em mời cả nhà dùng cơm với gia đình em. Dạ em mời cả nhà dùng cơm gia đình em. Dạ con xin mời ông bà con chú ăn cơm. Mời gọi hết đi nè. Bên là mày gọi hả Bên? Bên bây giờ đi rồi. Căn thôn rồi. Cái nước ngọt ngay luôn nè. Con nhận ruộng cái dần mướt rồi, nhìn nó trống á anh, sáng lên liền. Mình ruộng cái chế tàn này mình ăn không được đâu. Để mấy cây kia mới mốt nó bò lên nhắc nữa. Trồng nó bò lên năm thế mình làm sửa lại vàng lại để mình ổn ổn á, mấy dây kia lên nó bò lên là mình không có thời gian mà sửa hết được rồi. Làm mẹ ớt thịt ngon quá hả Bên. Em ngủ đi con. Không rồi, nãy giờ ớt trong miếng cơm với có một trứng nữa. Ủa dạ. Đi đâu? Đi đâu mà vậy? Không, đi bà Năm. Bà Năm chơi hả? Lên dọn nhà bà Năm á. Phụ dọn nhà bà Năm. Em nên cẩn thận dữ không? Dạ, khoái giọng á nè. Chạy vòng vòng nhá. Chạy trong phòng ra, ra đằng sau lên trước. Ra hàng ba trước. Lăn lết luôn hả? Dạ, bụi mà không có lăn. Em đi đâu chờ cái em phái á. Bữa nay canh này ngon hết đi ha. Sáng hôm nay có con gấu á, dựng trong phòng. Vô thấy khoái lại ôm. Ôm không nổi, đè luôn. Bự ôm mà nó đè. Bự. Là dữ không hả? À, có kêu chị hai cứu em á. Trời kêu ra. Nghĩa hả? Là bỏ gấu nằm đó luôn. Rồi chạy ra cứu bột. Cái này là người ta kêu bằng cái sim lo nè. Ừ. Nhưng mà thiếu nữa đó. Thiếu gì? Măng á. Măng mà chắc mỏng bỏ vô. Nói thiếu thì không phải thiếu. Tại vì mình có loại gì mình bỏ loại nấy à. Ừ. Càng nhiều càng tốt vậy. Nên ăn nước nào? Không nhận á anh. Cắp nó giữa là nó canh này ngọt nước nữa ha. Không vừa mà còn cái gì mà ngọt bằng. Rau này bên ăn được á. Để gấp cho bên thử. Rau này ăn mát lắm. Ăn rau này không có nổi mụn rồi bên. Con rồi. Bên kìa, nghe chắc hết rồi. Ăn gì nè. Ai có đá ớt á anh. Em cắt vậy là mới mốt đâm lá ra có trái á. Dạ. Thấy cắt vậy nó nốt gỗ. Cắt cái đọt á rồi cái đầu mốt nó đâm đọt ra có bông. Nên có bông mà khô á, cái thịt nó dẻ. Với mình ướp mình để lâu á. Mới mớ quá. Mình muốn ăn cá sặc á thì mình đổ nước trong mương. Muốn ăn cá bóng thì ra kinh đỏ. Tiện á. Bữa nào á, uống thuyền cái nữa.
bán. Cái lửa sách với cái cần đó hả? Cái mốt này này, cái mốt cuối cùng á. Còn sống hai cái nhỏ nhỏ ở trên nóc nhà anh để cho luôn. Mốt đó là non dữ lắm. Ngon. Ngọt lắm. Có chất mỡ nữa. Ngọc hành nha với ba. Mình ăn cá hả ha? Cá ở trường hả? Ăn cá ngọt lắm ha. Nhìn con cá ngon rồi nè. Con ăn thử đi. Cá này nó béo mà. Ớt thì đủ ăn không à. Vừa miệng ăn hả con? Nãy mẹ bẻ chất mỡ vô hả? Đi hút ớt đó. Bè đến là mẹ nấu mực canh này ăn mát lắm luôn á hả? Em từ từ. Tại em mới đầy quá. Dạ. Ăn gao luôn. Giỏi. Ăn ra cho mau lớn. Ừ, rồi. Mau lớn đẹp da nữa. Mình dụ em vậy đó. Sao? Em thích đó. Là em phái à, em ăn lại luôn. Ừ, rồi nè. Chút hay dụ em là ăn chuối vô là căng. Dạ. Ngon hả? Anh hai cái đét mỡ ngon lắm ha. Ăn coi. Cả nó chưa leo. Con mình là nó chưa leo rồi nữa còn chứ. Con chưa leo đẹp da hả? Mẹ ơi dụ em đi. Bữa nay em giỏi em tự bắt cơm, tự chăn canh. Tự ăn rau luôn, tự gấp đồ ăn. Mấy cá nhỏ nhỏ này nè, ăn cái gì chứ ăn nhai nguyên xương luôn ha. Xương nó mềm. Có bỏ mắm vô em nó, cái mùi nó thơm thơm dễ ăn. Mắm là ngay ngay chúng hiệu của anh nữa chứ. Bữa giờ em nghe anh nói á, bữa nay em làm cho anh ăn. Nhưng mốt là nhà mình á, mốt ăn không hết luôn thôi. Con nhận cái nước canh á nó ngọt ngay à. Canh cao uống dừa với ba canh rau đồng rồi nè. Ngon. Cái này chắc ngọt. Chắc ngọt cũng thơm. Ngon dữ vậy. Chuyển mưa nãy vậy nè. Mùa này là mùa mưa. Mưa tiết báo trời âm u. Thật ngốc.
giờ ăn lấy giữ luôn đi. Đi ăn gạo. Ăn ngay cái cốc mỡ. Nó nhảy ra. Ba. Ngồi mới vô nè. Ăn vừa miếng vừa em. Mẹ có chừa em rồi. Em. Có ăn đây, mẹ có chừa em rồi. Trời ba giờ rồi đó. Ba ăn kia ba lít cái này không à. Ba chịu bắt nổi à. Vừa ăn vừa chảy thiếu gì cái này. Mời cả nhà ăn cốc. Ừ, đây rồi. Cốc chấm mưa hết cả nhà. Nhìn nãy giờ chịu nổi. Cái đọt cốc này em nấu bên chua nó ngon. Bữa nào đi em nấu. Đi bi à. Trời nó đỏ hả. Cốc giòn thiệt chứ. Cảm ơn. Chắc nguyên trái luôn đi chứ. Những chuyện nói đâu. Mình ăn thử không? Mình tao đang ăn cơm mà. Cảm ơn. Ăn nó nữa. Em lấy cái khác. Em đang mới ớt ăn mà. Cốc này mà được vàng chút ham ha. Em gọt lá sâu á, nó đâu có chua. Không chua mà. Mà sâu cho nó vàng chút á. Ở trong này nó ngọt lắm. Ăn không ngọt. Cốc dùng khẩu á. Cay quá. Không nhăn dữ vậy. Rồi để mẹ này, để này mẹ. Anh ăn mà nhăn mắt nhắm lại luôn. Dạ, bữa cơm của gia đình Vin á đến đây cũng kết thúc rồi. Em hẹn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn á vào video kế tiếp nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.